cầm rìu vào đi cắt cỏ. Ơ, sao tao cắt cỏ mãi mà không đứt nhỉ? Ngu ngươi này. Yogameshop.vn shop bán nick tất cả các loại game. Ngoài ra, trên web còn bán quân huy tự động, thẻ cào game và nhiều dịch vụ khác. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Để tiếp tục cái series là chơi ngu có thưởng anh em ơi. Trời ơi, thì hôm nay các bạn bắt này bắt mình đi chơi cỏ tiếp anh em ơi. Thì ok, mình sẽ vào bồi cỏ là một thằng ngáo đá. Đi rồi. Gì đây, ông kêu ông đứng lại ông xem luôn ạ. Vừa kể quá anh em ơi, chết rồi rồi. Quả này lại bị chúng đó bảo chơi cỏ rồi anh em ạ. Làm cơ 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 tê. Đấy, sao cắt cỏ không được nhỉ? Úi trời ơi, thôi xong đi rồi. Ê, bùa của tôi. Ba. Bơ lơ, ngáo cỏ à. Đúng là ngáo thật rồi anh em ơi. Ra kia chơi cỏ, xong rồi bị nó ăn mất bùa. Ngu ngươi. Đó. Ui, cụ Zina bên mình, cụ lại còn vào cụ sơi con bùa của mình. Làm thằng kia chén mất anh em ơi. Ngu hết cả người. Không cắt được cỏ đấy, cho cắt anh em ạ. Anh em ra mà xem, nó ngáo cỏ vãi xài à. Vâng, hai ông đừng xem luôn. Ai cực. Là quá the fuck. Cái gì đây ông ra sang xem là ra trời ơi. Sao toàn những người vui tính hay gì đâu. Vâng. Gì đây. Rồi cút đi. Người ta đã không thấy người ta đã cắt cỏ cũng được đấy à. Ngươi. Cơ lơ gì thế này. Rồi. Ui trời ơi. Cái gì đây. Cái gì đây. Tao ơi. Tao ịa. Cái gì tôi bà chát gì mình không hiểu gì hết trơn á. Ngu người. Vâng, tao cười tao y. Rồi anh em ơi. Anh em lại xui tôi vào con đường chơi cỏ tội lỗi rồi. Dù cả tôi tao xin. Quấy nhau đi. Rồi ok. Qua bụi khác chơi. Rồi ra bụi khác chơi. Về quá anh em ơi. Trời ơi. Vào ngày cỏ, đi cắt cỏ anh em ơi. Thế là không ăn được con bùa nào hết. Đấy. Khi thằng kia nó đã dọn xong hai cánh rừng rồi thì mình mới bắt đầu đi ăn con rừng đầu tiên anh em ơi. Quá là ngu người. Vâng. Các bạn mà ra cái ý tưởng này thật là chết cả mức khắm lọ luôn anh em ạ. Thì ok cũng mà cảm ơn tất cả những bạn nghĩ ra được những cái ý tưởng mà nó rất chi là khắm bựa như này cho vô nha. Trời ơi, khổ thật không chứ đi. Bây giờ mình đi gãi đít cho những con bùa đây. Chết khổ. Thôi mà không sao hết. Việc gì khó, ta có vô game. Anh em không phải lo, vô game làm được hết nha. Thế rồi, mất. Gì gì đây, mất rồng rồi. Từ từ cho khoai nó như mình còn đang farm rừng. Rồi anh em ơi, từ từ đây rồi. Hắn về. Em đi đâu về. Ui em xin. Ngon, ngon. Hay quá anh em ơi. Sau một hồi đi chơi cỏ thì mình ra mình đã liếm được hai mạng rồi. Ngộ không, hay. Trời ơi, vô game không hay để ai nữa bạn ơi. Bác vệ, ui, đấy, bây giờ lại tiếp tục qua đây để cắt cỏ. Bây giờ anh tháo cỏ nữa rồi anh em ơi. Cắt nó không có đứt. Mà anh em vẫn bảo tao đi cắt. Trời ơi. Rồi mà không sao hết. Ui giời ơi, nó thấy rồi. Và lại cắt cỏ tiếp bà. Đúng rồi đấy, như bạn thấy đấy. Bây giờ ơi. Rồi, về đi, bỏ đi mà làm người. Tem nó gắt lắm rồi, tem nó bá hơn rồi. Rừng nó bá hơn mình em ạ. Nó farm hơn mình hẳn một cánh rừng cơ mà. Từ từ. À hẳn hai cánh rừng luôn ý. Mà từ. Mình không sợ gì hết đâu anh em ơi. Hai không rồi. Trời ơi. Thì nữa mình cho cho bạn ngu người luôn. Là chất tổng luôn ạ. 100% rừng tao vừa chơi cỏ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Lại còn khoe với đẹp kia luôn. Ngu người. Ui dồi. Từ từ cho khoai nó như. Rồi. Ui dồi đau thế. Em xin thôi em đi về đây. Trời ơi thằng eo su nó bắn. Thốn đến tận rốn luôn ạ. Rồi, mình sẽ, bây giờ là đến giờ mình sẽ phải đi farm để lấy lại những gì đã mất anh em ơi. Thằng này, mày, ôi, bùa tôi đâu? Sao nó vẫn ăn được ta? Ta
chương của em mà anh ơi, mấy anh ơi. Rồi chát trồn tiếp. Cầm dao to vậy mà cỏ cắt ống đứt. Ê, vẫn là cầm dao to vậy mà cỏ cắt không đứt anh em ạ. Xem phản ứng của các bạn nó như thế nào nhá. Rồi, thôi, xích người. Rồi mày, ôi, mày chạy đâu con sao mày. Đó, lao vào đội hình tam địch với một vài ngũ người của Joe Game thì cũng đã giết được con John rồi anh em ơi. Thôi dừng ơi, đừng chơi cỏ nữa. Đây là mình không phải sự lựa chọn của mình đấy. Ngu VKL. Thì ok anh em xem đấy, mình khắm lọ. Cái ý tưởng này của bạn khắm lọ thì hãy để lại một like để cổ vũ tinh thần cho những cái bạn khắm lọ mà nghĩ ra những cái ý tưởng này nha anh em ơi. Mình thấy mình khá kết cái ý tưởng này đấy. Ui trời ơi, thì anh em cứ để lại comment và like nhiệt tình lên nha anh em. Anh em thấy ý tưởng nào hãy cứ like nhiệt tình lên cho Joe. Còn xong để lại comment của anh em xuống dưới, comment gì cũng được, mà mỗi người một comment thôi là nó phê vào rồi anh em ạ. Rồi giết người ấy to nhảy kia hai xịt. Đang chém gió gái mà lại bị giết người rồi. Bớ người ta nó giết người mà không sao hết, không sao hết, tem này mình lo được đấy, độ không lo được nhá. Ui ôi, chết bố nó hai mạng rồi. Từ từ nào, từ từ cho ai nó như ôi nào ơi, giết được không ra. Tao dừng ngu VKL rồi, em biết em ngu rồi. Ui trời ơi, ra lại chết nữa, trời ơi. Nghịch có tí cỏ thôi, chơi có tí cỏ mọi người thôi mà các anh em chửi mình ghê quá. Ý trời ơi, mọi người mà không sao hết, không sao hết, nghĩa là anh em thích là mình làm hết anh em ạ. Những ý tưởng gì nó cắm cú nhất anh em cứ comment cho mình. Ok, comment ý tưởng anh em thấy gọi là khắm lọ nhất trên đời này, còn việc thực hiện nó sẽ là của Joe. Ok baby. Rồi thôi, không chém gió nữa là chúng nó quánh cho to mồm bây giờ. Đây, hàng về. Trời ơi, mày chúng mày không kịp dùng ulti tiền anh em ơi. Buông người bắt đấy, tưởng dùng ulti hay là chết rồi. Trời ơi, pha xử lý quá buông người của Joe Game. Trời, hay lắm dù cả. Ra lại chết. Ra thấy mình chết, nó chết cho vui cửa vui nhà anh em ạ. Ui trời ơi, từ từ mình sắp ra rồi. Không thua được anh em ơi, cố lên. Em tao có dừng như không. Trời, bạn mít bạn phít chốt mà bạn vẫn chửi mình. Số đây nó khổ quá đi. Trời, ui ôi ui, thằng V, mày chạy đi đâu con sâu này. Tôi giết mày luôn. Ui, mày dám giết đồng đội tao, mày phải chết. Gina nữa, trời ơi, pick ai không phép, bảo ai không phép. Phít lia lia này, ai đôi. Giết. Bạn heo cười ạ. Bạn heo chat thì nữa mình chơi one heo luôn cho anh em xem. Sẽ phản ứng của tem địch luôn anh em ạ. Đấy ơi, cầm dao to đùng ấy mà cắt không cắt nổi ngọn cỏ. Bao cờ đánh đi. Ok thì đánh, vẫn đang đánh mà, thì khoảng làm vài câu với cửa bên nhà thôi, gì đâu. Rồi ôi, anh em đâu, bảo gì chi giết người. Mày ơi, nó tốc biến quá hay đấy anh em. Ui mày này thì tốc biến này mày. Em xin chạy đi đâu sau này, chết đấy. Ui van heo thôi, chết em rồi, lại cả thằng Murat nữa là thua bây giờ. Ok, mình đang cố hết sức mà thôi, chết nốt Zuka rồi. Ôi trời ơi, anh em ơi, mình không có muốn thua trận này đâu. Cố lên cho con nó bự. Cố lên nào anh em ơi. Trời ơi, cố lên nào. Đấy, van tem kia ơi. Bây giờ mình bắt đầu đi trêu bạn van, bây giờ thằng gắt này anh em ơi. Đấy, Zil có cắt
được cỏ không? What? Vâng, bạn vàng ngay lập tức à. Phản lại bình thường. Trời ơi, được. Bạn trả lại bình thường. Đó, trời ơi. Bạn vàng này thì bạn nào cũng là một trong những thể loại như bựa. Y như cái bạn mà comment đăng ký kiểu này vậy anh em ơi. Úi dồi ôi, giết nó. Gì đây? Ui, Mura nó xanh quá rồi anh em ơi. Chạy đi, bỏ của mà chạy lấy người. Xách quần lên mà chạy. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đi chơi vỡ trụ rồi. Không muốn thua đâu trời ơi. Giỏi nhòi. Úi dồi ôi, giết người á. Khói, không chết kìa, ngu người. Bắt AD mới đánh nhưng mà nó có 3D các bạn ơi. Bắt sao hết rồi. Thôi tao đi cắt cỏ cho bò còn hơn. Thôi tao đi cắt cỏ cho bò còn hơn. Úi dồi, Yuka lại nhây nhây gì cái này đây. Về đi bạn ơi. Bạn nèo tỉnh cười ạ. Bạn nèo cho bạn thuộc dạng vui tính biết đấy. Mình chat hỏi bạn từ đầu cho nó gắt anh em ơi. Úi ơi, lại chết nữa. Ra ơi là ra. Ra ơi sao ra đi sớm thế. Sao ra không để lại chút gì cho tem vậy. Mày giết người đó. Cứ đi lẻ này em nào. Đi lẻ này em nào có phải vui cửa vui nhà không. Cả nhà cùng vui không. Các bạn phải chụp lại bố này mà giết được. Đó. Về đây anh em ơi. Rồi. Anh em cứ từ từ. Cứ từ từ từ. Thôi thôi. Ngộ không lại chết queo rồi. Lại ngoé con cua rồi. Từ từ nha anh em. Thôi mình sang đây mình đi đẩy lén anh em ạ. Cái này mình phải đẩy lén thôi. Chứ đánh nhau trực diện với các bạn các mình yếu vãi. Tao tức không bắt AD lắm nha. Là sao? Trời ơi, chắc anh Nhiên lao vào phát nào chết phát đấy. AK anh em ạ. Hả? À, thằng về đây rồi. Mày lại đi lẻ thì anh lại. Em lại thiên. Xin luôn cái trụ này anh em ơi. Từ từ anh em đừng có chết. Để mình lấy trụ đã. Rồi thôi đi về cho lành anh em ạ. Em nó chuẩn bị ra rồi. Em nó chuẩn bị ra bây giờ. Cố nhây bựa thêm tí nữa. Nhây bựa thêm tí nữa anh em ạ. Thôi bạn ơi. Xin lỗi người. Em sai rồi. Mày thế nó không đuổi nữa. Nó đuổi nữa thì đúng là ăn cướp cả. Ăn cướp cả đống anh em ơi. Ôi rồi đây từ. Chết hết rồi. Chết hết 3 thằng rồi. Để từ mình chơi với anh em ơi. Ngu người. Rồi. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ui, có bắt được không? Hay lắm anh hai à. Rồi lên giết luôn. Quất luôn anh em ơi. Rồi từ thôi. Từ thôi, tôi ăn con bùa đã. Rồi, lại có thằng chết rồi. Lại thấy ngộ không đi kiểu này là ngộ không lại ngu rồi. Vâng. Ngộ không bị ngáo đá rồi anh em ơi. Này thì làm sao mà bắt được AD nữa trời. Rồi. Từ thôi cho khoai nó như. Rồi. Quách luôn. Thằng này anh em đâu. Út đi luôn. Mày chú mày chạy đi đâu. Này thì chạy. Thôi. Mẹ con rồng nó phỉ chết anh em ơi. Này đau đi trời. Và tem mình cũng chết hết rồi anh em ạ. Cố lên nào anh em ơi. Cố lên. Rồi. Lấy được trụ nó rồi. Anh em ơi. 4 thằng chưa ra. 3 thằng chưa ra. Cố lên. Rồi. Thôi đi về. Về đi. Đây rồi. Lên luôn. Cái này lên là win này anh em.